dùng để mà cho cái con chó mèo nó ăn sáng xong rồi mình sẽ chuẩn bị đi làm. Các bạn xem đó nha. Nhà mình mới xin được cặp chó mèo về nuôi nè các bạn. Trời ơi, nó quậy còn hơn cái gì. Pichu. Hai con quậy quá nha. À, hai đứa là đôi bằng thân, chừng tháng tuổi gì các bạn. Hai con dễ cưng lắm. Sáng mình thả nó ra giường cho nó vui chơi đi tiểu. Con chó thì nó ú hơn con mèo. Đây nè. Sáng mũi quá mũi ta. Hai con chơi thân với nhau. Kinh lắm luôn á. Đây là khu vườn nhà mình nè các bạn. Nó hơi hoang tàn chút. Đây là khu phố xung quanh nhà mình. Cái này nhà sau, nhà trước thì để dành buôn bán. Rồi, cây đu đủ nè. Để cho hai con này nữa. Hai con này dễ cưng quá. Đây, các bạn nhìn cây đu đủ nhà mình. Trái cũng vàng hết trơn rồi. Còn cái xoài thì đã thu hoạch hết trái rồi. Các bạn thấy cái tổ ong không? Ôi da, con đừng có cắn. Đây, đây cái tổ ong. Con với chú nè. Chị bu chứ quên. Đừng có cắn. Giả vô cái mặt bây giờ, cắn hoài. Đừng có cắn con, cắn đau á. Ạ của chú đi con. Cắn đau nghe không? Cắn hoài à, con dữ à. Kìa. Rồi con Phương Nghi kìa, lại Phương Nghi chơi kìa. Phương Nghi và Chi Bu. Quá quậy. Kìa, coi bạn hàng xóm đi. Coi bạn hàng xóm đi con. Con Phương Nghi ngoan không? Phấn hoài. Phương Nghi chơi với Chi Bu đi. Để Chi Bu quậy quá. Phương Nghi về Chi Bu. Đây, ông ngoại đi mua đồ ăn về đây. Mở cửa cho ông ngoại vô. Ông ngoại mua đồ gì vậy? Ngoại mua gì vậy ông ngoại? Bún tằm. Ông ngoại mua bún tằm. Ông ngoại mở cửa ra vô coi chừng Chi Bu với Phương Nghi ra ngoài nha. Ngoài đậu ngoài này luôn đi, đậu khác đi. Sáng nào ông ngoại cũng đi mua bánh tằm ăn. Đây là Chi Bu. Còn Phương Nghi. Chi Bu nó ăn không? Nó ăn ngoan lắm. Nó đói, sáng giờ nó quậy đó.
Đây là cái con chó tên là Chibu, còn con mèo thì đặt tên là Hương Nghi, tên dễ thương ha. Ăn xong rồi bắt đầu quậy đến lộn. Ngon quá ta. Chibu, con ăn gì ngon vậy? Đây là ông ngoại. Ông ngoại sáng ông ngoại cầm cái hộp bánh tàu ngoài ăn vậy đó. Đây là cái, các bạn thấy cái ổi nhà mình không? Cái ổi ra trái cam. À bây giờ cái ổi mình ra trái cam mới ghê. Đây là cái bông bụp mà nó không có ra bông. Đây là cái hồ cá mà nó hết nước luôn rồi các bạn ơi. Ông xã mình chưa có vô nước lại. Cảnh vật xung quanh dường như yên tĩnh quá. Người ta trong nhà chuẩn bị đi làm. Trở lại với con Chibu nhà mình. Chibu ăn ngon quá nè. Còn Phương Nghi không lo ăn, lo đi hái hoa bắt bướm gì đâu á. Cái hồ này là cái hồ Lục Bình. À, tai tượng cái cây này nè. Cái cây này nè các bạn, mình cái thân của nó là mình ăn, mình chấm cá ăn được á. Nè, nó giòn giòn nè. Cái tai tượng này ăn ngon lắm. Chấm cá, chấm mắm rồi đó. Chấm nước mắm rồi ăn. Mắm kho rồi là ngon lắm đó các bạn. Nói chưa con? Nói chưa? Mà con vô uống nước nha. Ăn đi. Con ăn đi con. Nó bụng quá rồi hả con? Nó bụng quá rồi. Ê. Nè con ăn nữa đi. Nè con lại con ăn nữa đi. Ăn cho no đi rồi vô uống nước. Ăn nữa đi. Cái gì vậy? Biết thì sao? Con ăn đi. Ở trên này nè các bạn thấy không, ở trên này để cho mình cho các bạn xem. Đây là cái nhà yến mà chồng mình đang xây dựng, tự tay ảnh làm đó. Thì cũng một thời gian 5 tháng rồi thì cũng mấy chục con yến về ở rồi, khoảng tầm 30 con rồi. Nó cũng có làm tổ và nó cũng sinh con, nó cũng đẻ trứng hết rồi. Nhưng mà nhà mình chưa có thu hoạch. Đó, sáng là chim kêu vậy đó. Tự tay ảnh làm thôi, không có thuê thợ hay là thiết kế gì trơn á. Mình lấy cái phần trên của cái nhà đó rồi mình chế tạo lại. Chế tạo lại mình tự làm để cho chim nó có chỗ ở. Đi đâu chơi rồi? Hai em đi đâu chơi rồi? Đài. hai em no bụng rồi phải bắt đầu hai em chơi. Hai em hay đánh lộn với nhau luôn, giỡn với nhau. Con lại chơi Chibu kìa. Kìa Chibu nó đeo lên đó kìa. Đó. Con leo lên cây đi Phương Nghi. Tiếng chim sáng là tiếng chim hót lạnh lót.
cuộc sống thanh bình ha các bạn. Xong cái này thì mình cũng vô ăn sáng, làm nước, đem heo rồi đi đến công ty làm vậy thôi. Cuộc sống của mình là vậy. Sáng thì mình đưa con mình nó đi học, đến trường, xong rồi mình về. Mình về mình cho hai thú cưng này ăn. Ăn xong rồi mình vô chuẩn bị làm nước, thức ăn, đồ uống, đồ. Rồi mình đi đến công ty. Sáng là cảnh vật thanh bình, bướm bay nè. Con bướm đang bay đó. Khỉ vô cây rồi. Hai con no đó. Nó nào xụt lộn với nhau đó. Trời ơi, của con không ăn, con qua con ăn của con không nghi chi. Để cho nó ăn, nó nhét rồi nè. Ăn đi nghi, ăn đi con. Ăn đi, ăn có sức đánh chi vô. Mấy cái này là mấy cái chậu hôm Tết mình mua bông mình trồng đó, cái mình bỏ bông mình chừa lại cái phần đất này nè, phần đất có phân thuốc tự nhiên nè để mình ươm cây. Ôi ơi, đất con nghe tươi đâu ạ? Hả, ông ngoại ăn xong rồi đó hả? Xong rồi tới ăn chuối đó hả? Ngoại lại sáng chuối, trưa chuối, chiều chuối. Mà thích ăn chuối lắm hả? Phải ăn chuối. Con hôm nay con có sọt đồ nha, ngoại phơi lên con nha. Cây nào á? Ồ. Ủa sao ạ? Cây nào ngã xuống đây mà gãy cái cây này ơi? Gió thổi nè. Gió thổi ngã đi. Ngã luôn cái chậu này luôn hả? Ừ. Rồi anh ăn hay chưa? À, ở đây có con cọp nữa nè các bạn thấy không? Nó bị sương gió bụi trần nhìn nó ghê quá. Một bông hoa le lói trong bụi rậm. Một cây chuối đây, cây chuối nè các bạn. Cây chuối này thì nó đang lớn, mình cũng có thu hoạch được vài buồng để mình ăn rồi. Còn cái cây mà dây mà leo ở trên cái hàng rào các bạn thấy gì không? Đây, cái này là cái lá sâm á, cái lá sâm á, cái lá sâm mình giò ăn dai dai mát mát á, màu xanh á các bạn biết không? Đây là sơ lược về cái khu vườn nhà sau của mình thôi. Thì cũng đến giờ rồi mình đi. Mình đi làm rồi các bạn ơi. Em chi bù em ngồi đây nè. Ngồi đây em thư giãn rồi nè. Con không có đấu với lại Phương Nghi nữa hả chi bù? Ồ wow, dữ hả? Hôm nay dữ ha. Con không ăn hiếp Phương Nghi nha. No bụng rồi đó. Mắt của em thì một bên xanh, một bên đen.
mình xin chào tất cả các bạn nghe. Thì mình cũng là sáng nay mình rảnh thời gian làm sơ sơ về cái buổi sáng của mình cùng với thú cưng cho các bạn xem cho vui. Mình cũng xin chào tạm biệt các bạn và mình chuẩn bị đi làm đây. Các bạn nhớ đăng ký kênh cho mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.